Bên đây một con nữa cả nhà. Wow, con bự của nhau. Đi nè cả nhà. Wow, con này mập ghê trời. Con bự của nhau đi. Quá trời mập luôn cả nhà. Mình mến chào cả nhà mình buổi sáng nha. Hồi tối thì mưa mưa mấy tiếng đồng hồ luôn cả nhà. Hồi tối mình không đi thăm được. Rồi sáng nay mình mới cuốn gặp luôn nha. Rồi mời cả nhà mình cùng trải nghiệm đi cuốn gặp với bảy với mình nha. Để cái nhà dính nó đang con nè. Quá đã rồi. Hồi tối trời mưa nên mình không có đi thăm được. Được quá. Rồi bạn dính con bự nữa cả nhà. Đây này. Đây cả nhà. Hồi tối uổng ghê không đi thăm được cả nhà ơi. Đường mòn thì nói chung là đường mòn ở trên đây là quá ngon luôn. Rồi dưới đây con nữa cả nhà nè. Bị kẹp cái chân nó. Thôi mình cho nó vô. Chân vô. Rồi. Hồi tối mưa lớn quá mình không đi thăm được. Rồi sập nữa cái nhậu rồi hai con liên tiếp luôn cái nhậu ơi. Đây một con ở đây một con bên bển cái nhà nè. Con này con bự quá đã luôn cái nhậu. Rồi, này thì chết quá. Này cũng chết luôn đó nha. Thì cái nhà cái gãy này người ta trồng trồng ớt nha. Nhưng bây giờ người ta bỏ hoang nữa nha. Nè cây ớt nè cả nhà. À, chỗ này thì chỗ đường chuẩn bị làm đường cao tốc luôn nha. À, hôm qua hôm hôm bữa thì mình bẫy bên kia, còn bữa nay thì mình lại bẫy bên đây nè. Thì nói chung là đám cỏ này là nói chung là chú ẩn của con chuột chú ẩn ở đây nhiều lắm. Ngồi dính lên con cái nhà nè. Đây, con bự nha. Đường mòn thì láng không cái nhà. Ngồi dính lên con cái nhà nè. Quá đã luôn cái nhau. Hồi tối uổng ghê mình không đi thăm được. Khi nào người ta xạ xong lúa nó dài á cái nhà thì con chuột nó đi vô lúa lại. Còn hiện tại thì nó trú ẩn trong cái đám giường này nè. Giường này thì nói chung là bỏ hoang. Chúng ta không có trồng gãy nữa cả nhà. Trồng ớt nhưng mà tao bẻ ớt hết trơn rồi. Toàn là cọc. Cỏ nó lên quá trời luôn. Rồi, bị một chất quất nè. Rồi mình bệnh dính cái nhà này nè.
thấy rung 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 cỏ. Đây cái nhà này. Quá đã. Thấy rung rung cỏ hơi là sướng. Này không dính ta. Chuột nó không chạy. Rồi bên đây cũng sập nè cả nhà. Nhưng mà sập con ốc. Con ốc này trời mưa thì nó đi đi rất là nhiều luôn cả nhà. Rồi bên đây một con nữa cả nhà. Wow, con bự của nhau. Đi nè cả nhà. Wow, con này mập ghê trời. Quá trời ú luôn cả nhau. Đi. Quá trời mập con này. Mở không bảo đảm luôn. Còn con này thì con ốc. Người ta kêu bằng ốc sơn. Quá trời mập luôn. Có nhau con này. Dạng khè luôn. Nhỏ mình này trước quá. Đừng chết luôn ta. Chuột nó không chạy nữa nha. Rồi sập nữa cái nhà nữa. Đây. Quá đã rồi. Rồi bên đây cũng sập nữa nè cả nhà. Đây cái nhà. Bên đây thì không có. Rồi bên đây một con nữa. Đi đi ủi thôi. Mình để hai bên mà tới ủi luôn trời. Rồi con ốc sơn vô hoài luôn ta. Ở bên đây chuột toàn là chuột bự bự không cái nhà ơi. Rồi sập nó cái nhà ơi. Đây cái nhà. Đây. Quá trời đã luôn. Hồi tối uổng vô, hồi tối nếu mà trời không có mưa mình đi thăm là trúng nhiều lắm cái nhà. Rồi bên đây sập nữa cái nhà ơi. Đây nè. Đây cả nhà. Hồi tối uổng về, hồi tối trời mưa. Mưa mà mưa nhiều nữa có chú anh chị ơi. Đây cái nhà dính đèn con nữa nè. Đèn quá nè. Mình có 7 bên đây khoảng 17 cái nhà. Đây dính con nữa nè. Rồi bên đây dính con nữa cả nhà nè. Đây. Còn bên đây thì chết quá. À trên đây chuột còn nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng mà nó chuột nó khôn lắm. Đây chuột nó bơi nè cả nhà. Hồi tối nó bơi nè. Còn mới mới chát luôn.
tại khu vực bên đây người ta chưa có xạ nữa cả nhà. Nếu mà xạ xong là lúa lúa nó cao là nó chạy chạy xuống ruộng hết trơn, nên hiện tại là nó chưa có chạy xuống ruộng nha, nó trú ẩn ở trên bờ kinh này nè. Rồi mình đã dinh con nữa cả nhà nè, đây con cũng bự nha cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Rồi mình lại dính con, nhưng mà con nhỏ. Đây. Nhỏ tí. Đây cái nhà, chỗ này người ta xịt như thế nhà ơi. Đây dây xịt nè. Dây chì xịt nè cả nhà. Đây. Quá trời luôn. Xịt thì nói chung là rất là nguy hiểm luôn cái nhau. Chuột thì nó cắn phá có nhiều đâu, thà mình lấy mua bẫy ngoài chợ mình đặt, thì đặt theo cái đường mòn thì nó dính thôi cái nhà, chứ mình xịt vậy là nguy hiểm. Wow, con bự của nhau đây, quá trời mập luôn có nhau. Wow, quá đã luôn có nhau. Con này quá trời mập. À, mình khuyên cái nhà mình là cùng đừng đừng có nên xịt nha, xịt rất là nguy hiểm. Rồi 27 dính hai con luôn cả nhà nè. Khu vực này chuột con nhiều, ta xịt đâu có nhiều đâu, xịt thậm chí nó không dám ra nữa. Rồi mình đi sập nhưng mà không có dính ta, nhưng mình dính bên đây nè cả nhà, đây quá đã luôn. Rồi bên đây dính con nữa cả nhà, đây đây thì không có dính. Đây cả nhà ơi, hiện tại mình đã về nha. Đây mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây mình được nhiêu đây nha. Hồi tối mình không mới đi thăm được, sáng nay mình gom về luôn nha. Đây cái nhà con nào con nấy mập quá trời mập, con này bự nhất cả nhà. Chuột đồng bự cái đó cả nhà, hết hồn. Quá trời đã luôn, khoảng 30 con cả nhà. Đây, gần phân nửa gặp luôn. Đây với con này thôi là mập, với con này nè gấu không cả nhà. Rồi giờ mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Gửi hàng cả nhà mình video tiếp theo nha. Rồi bye bye.